Hai chào anh em chị ở lớp mình là Từ Nguyễn Chỉ Giảng. Đây là video bản ác tập số 130, cũng là video bản ác duy nhất trong tối hôm nay thôi. Dạo này ác nó lại khan hiếm rồi các bạn ạ. Tuần trước thì khá nhiều mà bay gần hết rồi. Ở trên thì còn tập 124 và tập 122 là chưa bay các bạn nhé. Còn các tập khác thì bay hết cả rồi. Các anh em không cần phải là hỏi thêm nữa. Đấy. Ác ở trung bên này không có mấy đâu các bạn ạ. Các anh em nào mua thì nói chung là xuống tiền nhanh đúng không? Đấy. Mình thì không cho nợ nên các anh em rất thông cảm nhá, đủ tiền là mình cho bay ngay chứ chứ không có đặt trước. Có ông đặt trước cái nửa tháng thì tôi chịu rồi đúng không? Chịu nguy ạc nó trôi tận đâu rồi, người ta bận người ta mới bán ngay chứ, còn thì ăn chơi người ta bán làm gì. Các anh em lưu ý trả ai bán ạc thì lấy tiền lại là hồi lại vốn rồi nha. Anh chả biết xem vào nào chứ xem vào này không có đâu, vì lạp vào là chắc chắn là chấp nhận lỗ. Đấy, ok. Đó, đây video bản áp tập số 130 vừa ác ở chung server mình các bạn nhá. Chung server 60 đây, check kỹ để các anh em nhìn rõ. Ác chơi VIP thấp và nói chung thì chủ ác cũng không có nhiều thời gian chơi nên nó hơi thọt đồ một tí so với những người chơi gọi là chung trong server, phải nói là như thế. Thế thì thành ra nó mới gọi ác, nó mới gọi là giá nó ngon bổ rẻ như thế, chứ còn đâu không thì thật sự thì nó sẽ phải đắt hơn. Đấy, tiền nào của đấy mà các bạn. Đấy, chứ anh em không thể đòi hỏi là một ác vừa rẻ vừa nhiều kim cương vừa xe vừa hot đội hình full bot các kiểu đúng không? Điều này nó là vô lý, quá vô lý. Các anh em cần phải cân nhắc cho nó xứng đáng. Đấy, ok, đội hình của ác thì chủ yếu thì mình sẽ nhắc lại là lực chiến thấp, top thấp, rồi chủ yếu không có thời gian cày cuốc để nâng các trang thiết bị. Chứ không phải là level thấp, các anh em lưu ý vẫn đủ level 83. Đội hình hiện tại thì bao gồm 6 võ sĩ theo chuẩn meta, xem meta gì? Tứ hồn các bạn ạ, trong đó chơi toàn hạt nhân đúng không? Chơi toàn hạt nhân. Hổ thì là hạt nhân hổ, rùa là hạt nhân rùa, à có thêm thằng Yashiro nữa, còn As là tư chất 15 rắn, yêu đi dị, và cuối cùng là chi đỏ bán dùng viện trợ là Kyo. Nói chung thì viện trợ có nhiều loại viện trợ free, tùy các anh em dùng cái gì dùng. Bên Nhật thì khó kiếm viện trợ, chứ bên này thì thoải mái. Đang trong thời điểm quay mèo nên là quay mèo full mốc rồi các bạn nhá, chứ không thể lên được mốc hơn nữa vì VIP dưới VIP 5. Đấy, bên này thì nó bất lợi, bên Nhật thì chắc là mỗi cái quay mèo cần yêu cầu VIP. Nhưng mình tin tưởng rằng ai đã chơi nghiêm túc, chơi lâu lâu một tí thì lên VIP 5 nó dễ không khó. Đấy. Vài cái lợi tức mình ra khoảng độ 3 4 tháng lợi tức gì đó lên được VIP 5 ngay thôi. Có cái gì đâu. Rồi ok. Đôi hiện tại xong rồi, chưa có môn thì mình không check môn các bạn nhá, check danh sách võ sĩ cũng như là túi đồ kim cương ở đây thôi. Chứ còn đâu không 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 hơn được nữa đâu, vì mèo mà các bạn nó có được quay đâu. Đây là Mei Li, tức là còn Mei Li ở dưới đó. Thấy con tư chất 14 nào nữa nhỉ. Rồi ok, túi đồ nó như trong đây, là hồn hiệu ổn sách, mảnh vạn năng, mảnh tư chất 13 14 15. Đây là dương kim cương, ok. Ở dưới này mình chỉ có nhìn thấy cái vật phẩm mảnh, nhưng vậy mình có thấy cái mảnh hồn vũ khí của As thiếu mất được khoảng 3 phần 4 cái rồi các bạn nhé. 100 mảnh thì đủ mà, đây 76 mảnh. Rồi, tô đấu trường, tô lực chiến cũng như tô đấu trường mình check như sau, đúng không? Đấy, nói chung là một top tụt khá là sâu, top nằm ngoài top 150. Đấy, bên này là top 200. Đấy, nói chung là không đánh thôi, chỉ cần đâu đánh thì tất nhiên nó cũng vào rồi trong cái top, nhưng mình đánh giá top 150 với cả top 180 hay là 200 thì nó cũng khác nhau. Nó không giải quyết được nhiều vấn đề các bạn ạ. Đấy, nó không giải quyết nhiều vấn đề. Đấy, chủ yếu là các bạn chỉ lấy một con bot về để thay đổi nó sẽ khác. Với 14 kim cương này nếu quy đổi ra điểm thì nó cũng rơi vào khoảng độ hơn 2.000 điểm. Nói tuy nhiên nó là hên xui nếu như mà lấy. Đấy, có người thì 2.000 ra rồi, có người 2.000 không ra được, hên xui. Mình thì mình nghĩ là nếu chơi lâu dài thì cũng không lên. Đấy. Toàn bộ thông tin nạc mình đã check xong, giá ác bao gồm toàn bộ chi phí chỉ là 350k. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Ở đây là video bán ác tập số 130 cùng chơi với mình. Mình xem lại hôm nay có một ác hay thôi, các anh em đừng inbox hỏi mình thêm nữa là sau ác này còn đằng nào không, thì công hỏi nhiều quá đúng không? Công hỏi nhiều quá. Tôi bảo công đang giúp tôi vừa là đăng ký kênh, vừa là để ạc nó lên cái là công có thể thấy ngay, tức là nó có sự chủ động mà không cần phải phụ thuộc vào cái việc đó là mình có ạc hay là không có ạc. Chứ tất cả các bạn nào gửi mình ạc thì mình đều rất rất muốn là ạc nó bay càng nhanh càng tốt, chứ để lâu để làm cái gì đâu, tiền về túi càng sớm thì càng thích chứ đúng không? Ok, chứ mình để lâu nó cũng gọi là như kiểu cái gì đấy nó đợi chờ ấy các bạn ạ. Nó không không được thoải mái. Ok các anh em nhé. Đấy.